độ cộng sản được dấy lên tại Âu Châu, chúng ta biết rồi, bao nhiêu triệu người ở Âu Châu phải chết. Hội thánh của Chúa bị bắt bớ. Và ngày hôm nay, trong thế kỷ thứ 21, chúng ta thấy sự bắt bớ nó bắt đầu trở lại trên quốc gia cộng sản ở Trung Quốc, là bao nhiêu nhà thờ bị phá, rồi bao nhiêu đền thờ bị đóng cửa, rồi họ bắt buộc phải để hình của Mao và hình của Tập ở trong nhà thờ thì được mở, còn nếu mà không để thì nó có thể không cho mở trở lại sau cái vụ dịch mà phải đóng cửa. Anh em chị em, Hội Thánh của Chúa bị bắt bớ. Và ngày hôm nay ở nơi đó, những người muốn giữ đạo, họ có những lựa chọn. Một là mất việc làm. Hai là những người tới tuổi già được tiền hưu của nhà nước thì sẽ không được nhận tiếp tục tiền hưu nữa. Và nếu chống đối thì chúng ta biết rồi, tù tội chờ đợi họ. Sự bắt bớ và Kinh Thánh nói, trải qua những giai đoạn và sự bắt bớ đó, thậm chí họ còn nói như thế này: nếu ai là người báo cáo cho nhà nước biết rằng ai là người theo đạo, bất cứ đạo Chúa, đạo Hồi giáo hay là Pháp Luân Công, hay bất cứ cái nhóm không phản sáng, những người sẽ được tiền thưởng. Tiền thưởng mà nó lên 300 triệu đồng tiền Việt Nam. Đồng thì chắc 100 thì được 2 triệu, 1.000 thì được 20 triệu. Thì anh em chị em thấy tương đương với 300 triệu tiền Việt Nam, tiền lương Việt Nam. Đó là một số tiền rất là khá để mà những người nào có đức tin, kể cả đức tin nơi Chúa, đức tin nơi Hồi giáo. Thế giới thế kỷ thứ 21, anh em chị em, Chúa nói đến ngày cuối cùng, riêng về con cái Chúa thì lời Chúa nói như thế nào? Người ta sẽ phản nghịch nhau. Có những người vì tiền bạc đó mà họ sẽ phản bội mình, mẹ mình, chồng mình, vợ mình, anh em chị em mình để được hưởng tiền bạc một cách tạm thời và tố cáo đây là người tin Chúa, đây là người đi theo đạo. Đó là điều đó đang xảy đến anh em chị em, thế kỷ thứ 21 năm 2020 chứ không có xa xôi chi hết, và nó càng mãnh liệt hơn nữa đang xảy đến tại Trung Quốc. Đó là điều mà chúng ta cần biết. Rồi lời Chúa lại nói tiếp nữa, cái phần thứ ba ở đây nói đến tiên tri giả. Ở trong cái phần trước chúng ta học đến là Chris giả, ở đây nói đến tiên tri giả. Tiên tri giả là gì? Là những người cũng dày đạo của Chúa nhưng mà dạy những giáo thuyết khiến cho đời sống thuộc linh của những người con cái Chúa bị mù mê. Một trong những giáo thuyết mà được dạy bắt đầu từ thế kỷ thứ 15, 16 được gọi là thuyết tiền định, tức là tiếng Anh nó gọi là predestination, tức là họ nói là nếu tôi đã được định để được cứu thì tôi sẽ được cứu, cứ việc sống bình thường. Và nếu mà Chúa đã định tôi được cứu thì anh em chị em ơi, chúng ta cũng không cần phải đi giảng đạo cho ai hết. Nếu mà Chúa định họ được cứu thì đến ngày họ sẽ được cứu. Cho nên giáo thuyết đó đã khiến người ta trở thành rồi nếp sống theo Chúa để đời sống thánh khiết một cách bi quan. Và Hội Thánh đầu tiên không có dạy điều đó, và Hội Thánh cổ xưa tiếp tục còn lại cũng không có chấp nhận cái giáo thuyết đó, tức là Hội Thánh chính thống, tất cả các Hội Thánh chính thống và ngay cả Hội Thánh Công giáo và thời các sứ đồ không có dạy cái giáo thuyết. Gọi là tôi hỏi quý vị là Chúa họ lấy một vài câu Kinh Thánh ở trong Roma nói là dù sự sống, dù sự chết, dù sự bắt bớ, dù quyền lực này, dù quyền lực nọ không thể nào đem chúng ta ra khỏi sự yêu thương của Đức Chúa Trời. Đúng, nhưng mà trong đó chúng ta không tìm thấy tội lỗi. Tội lỗi đã đem con người xa khỏi Đức Chúa Trời, thì tội lỗi ngày hôm nay nó vẫn đem con người xa khỏi Đức Chúa Trời. Còn không một quyền lực nào, sự sống, sự chết, bắt bớ, nghèo đói, nếu chúng ta
tin vững chắc, không có điều gì đem chúng ta ra khỏi tình yêu thương của Chúa được. Dù chúng ta đối diện với sự hoạn nạn, dù chúng ta không cảm thấy là Chúa ở với mình, nhưng mà tình yêu của Chúa không hề chấm dứt đối với chúng ta. Đó là cái điều mà Thánh Phaolô muốn nói, chứ không phải Thánh Phaolô nói là cứ việc sống một cách thoải mái đi, rồi nếu mà Chúa đã định được cứu thì sẽ đến ngày được cứu. Ông Thánh Phaolô không nói điều đó. Trên ngày hôm nay cũng có nhiều người thánh kinh như vậy. Nếu mà Chúa có tiền định không anh em chị em? Có. Chúa tiền định như thế nào? Chúa định là nếu ai tin con Ngài, đó là điều đã được định từ buổi đầu tiên sau khi Adam và Eva phạm tội. Nếu ai tin con Ngài, đó là tiền định. Chúa đã định trước rồi thì sẽ được cứu. Chứ không phải là Chúa định Nguyễn Văn A, Trần Văn B, John Smith hay là William Abraham vân vân sẽ được cứu không? Chúa quyết định như vậy. Nếu Chúa định như vậy thì Đức Chúa Trời quá bất công đối với con người. Nhưng mà Ngài là Đức Chúa Trời công bình, sự công bình của Ngài là tuyệt đối. Cho nên chỉ con người không hiểu và diễn dịch thành những giáo thuyết dẫn chúng ta đi đến sự ngu ngủ mà thôi. Và ngày hôm nay các tiên tri giả, các tiên tri giả thì họ không xưng một là Đấng Christ, nhớ không? Họ có những giáo thuyết mà chúng ta nghe sơ sơ trong lần trước rồi, có những giáo thuyết nói là ân điển của Đức Chúa Trời. Trong cái ngày hôm nay trên thế giới có rất nhiều hội thánh giảng về cái giáo thuyết gọi là hyper grace, tiếng Anh gọi là hyper grace, tức là siêu ân điển hay là ân điển được cứu. Trong cái giáo thuyết đó, ân điển không có gì sai với lời Chúa hết. Chúng ta được cứu bởi ân điển, đúng không anh chị em? Đó là lời Chúa nói. Chúng ta được cứu không phải bằng việc làm, chúng ta được cứu bởi ân điển. Ân điển có nghĩa là cái gì? Là điều chúng ta không được mà chúng ta được, điều mà chúng ta không đáng được mà chúng ta được. Đó là sự tha thứ, sự chuộc tội, sự cứu rỗi. Ân điển còn có nghĩa là điều chúng ta đáng được mà chúng ta không được. Điều chúng ta đáng được là gì? Là sự chết đời đời mà ngày hôm nay Chúa Giêsu đã mang hết cho mình rồi. Mình không cần phải mang nữa, chỉ con của Chúa Trời mà chúng ta đón nhận được điều đó. Thuyết hai con grace họ dạy như thế này. Tôi không có nói là ân điển là không có trong Kinh Thánh, nhưng mà cái giáo thuyết đó dạy như thế này: chỉ cần xưng tội một lần khi đến với Chúa thôi, khi sau này sống mà có phạm tội không cần phải xưng nữa, tại vì điều đó đã được rồi. Anh em chị ơi, nếu vậy thì lời cầu nguyện của Chúa Giêsu dạy: xin tha tội cho chúng tôi như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội người cùng chúng tôi, cái điều đó thường. Tại vì sao? Tại vì tôi và anh em chị em trong cuộc sống hàng ngày, cả khi mình tin Chúa, có những lúc người khác sẽ kêu mình rằng, có những lúc người ta sẽ làm cho mình cái đắng trong cuộc đời. Nhưng mà nếu chúng ta mang và Chúa Thánh Linh tỉnh thức thì chúng ta an năn, thì Chúa mới tha, chúng ta tha thứ cho chúng ta và Chúa mới nhận lời cầu nguyện của chúng ta. Và nếu quả thật là chỉ xưng một lần khi đến với Chúa Giêsu không cần xưng tội chi hết, thì ông Thánh Giăng không cần phải chỉ viết Giăng đoạn 1. Ở trong đoạn 1 nói là Chúa là Đấng thành tín. Nếu chúng ta xưng tội lỗi mình thì Ngài là thành tín sẽ tha cho chúng ta. Thánh Giăng nói với tín đồ chứ ông không có nói với người ngoài. Anh em chị em hiểu không? Cho nên cái giáo thuyết nói xưng tội một lần khi đến với Chúa Giêsu rồi, nó không có một nền tảng vững chắc trong lời Chúa. Nhưng mà nó là chỉ là cũng giáo thuyết, nó cũng nó xuất xứ từ cái mà tiền định nó đẻ ra đó. Thế thôi. Tại vì tiền định là Chúa định rồi. A là cứu, B không là cứu, không phải như vậy. Nó rất là nguy hiểm, từ cái này nó đẻ ra cái kia. Rồi cũng có những giáo thuyết nói về Đức Chúa Trời yêu thương thì Ngài không thể bỏ ai vào trong hồ lửa đời đời, Chúa không hình phạt ai. Anh em chị em ơi, Đức Chúa Trời nhân từ vô cùng, Chúa sẵn sàng tha thứ cho chúng ta, nhưng nếu chúng ta thì điều đó vẫn ở trên chúng ta. Đối với những người tin Chúa thì sao? Ở trong Hebrew nói như thế nào? Chúng ta đã biết về Chúa rồi, chúng ta đã kinh nghiệm sự mầu nhiệm của Chúa rồi, mà chúng ta còn sống một cuộc đời tội lỗi thì chúng ta dày đạp huyết của con Đức Chúa Trời một lần nữa. Tức là nói đến những người tin Chúa, nếu họ trở lại cuộc đời tội lỗi thì họ dày đạp.
Nhưng Chúa là đấng nhân từ, Chúa sẵn sàng tha thứ cho chúng ta. Chúa thương yêu tôi quý vị rất là nhiều. Chúa luôn sẵn sàng tha thứ cho mình. Nhưng mà phần mình thì Thánh Linh của Đức Chúa Trời cáo trách chúng ta phải ăn năn. Anh em chị em ơi, chúng ta đối diện với sự yếu đuối của mình nhiều lắm. Đó là điều mà Chúa Giêsu dạy cho chúng ta biết là chúng ta còn có cơ hội để chúng ta ăn năn. Nếu chúng ta không cần ăn năn thì xin Chúa tha thứ thì có Đức Thánh Linh cáo trách mình. Đức Thánh Linh cáo trách mình vì Phaolô viết điều đó cho những người tin Chúa, chứ không phải ông viết cho những người chưa tin Chúa. Người chưa tin Chúa đó là công việc của Đức Thánh Linh là đem họ đến sự nhận biết họ là kẻ có tội, ăn năn. Còn chúng ta ở trong Giăng, sứ đồ Giăng viết trong thơ Giăng nói Chúa Thánh Linh cũng cáo trách mình, Thánh Phaolô cũng nói là Chúa Thánh Linh cáo trách mình. Mà những bức thơ đó là viết cho những người tin Chúa chứ không phải viết cho người chưa tin Chúa. Cho nên đó là những giáo thuyết mà các tiên tri giả dạy. Còn có những giáo thuyết ngày hôm nay là họ pha trộn giữa đạo lý của Chúa và Hồi giáo. Nó có cái tên gọi là, tiếng Anh nó gọi là Christian, tức là Christianity and Islam. Có những giáo thuyết họ nhập lại với nhau, họ gọi là Christian. Tức là có những người dạy đạo ngày hôm nay họ nói là người Hồi giáo và chúng ta thờ phượng cùng một Đức Chúa Trời, không, hai cái khác nhau. Họ thờ thần mặt trăng và họ thờ không phải là Đức Chúa Trời, không phải là đấng mà Thánh Kinh nói là Đức Chúa Trời của Abraham, của Isaac và của Jacob. Mặc dù trong ngôn ngữ đều nói đến cái sự Đức Chúa Trời, nhưng mà Đức Chúa Trời đó có nghĩa là thần. Thần của họ thờ là thần mặt trăng và họ thờ. Chúng ta nhớ cái chỗ mà người họ đi du hành, ở nơi đó có một hòn đá đen nó rơi từ trời xuống, và họ nghĩ cái đó là đá của Đức Chúa Trời ban cho, họ lập thành một cái đền thờ. Rồi mỗi một năm họ đi hành hương đến cái hòn đá xung quanh đó là họ thờ phượng. Anh em chị em, Chúa chúng ta không dạy như vậy. Và đó không phải là Đức Chúa Trời của Abraham, không phải là Đức Chúa Trời của Jacob, không phải là Đức Chúa Trời của Isaac. Đó là phần mà chúng ta thấy các giáo thuyết giả được rao truyền. Rồi phần kế đến là tội ác thêm nhiều lên. Đó, anh em chị em, tôi hỏi quý vị là tính dục đồng giới có lâu chưa? Có lâu chưa? Có, từ thời Kinh Thánh được viết ra, chứ không phải mới. Tại sao điều đó xảy đến? Đức Chúa Trời chỉ tạo người nam và người nữ, tại sao? Tại vì sự xa đọa trong tâm trí của con người, trong tâm hồn của con người và sự xa lìa Đức Chúa Trời, cho nên ma quỷ nó làm việc qua con cái loài người, thậm chí nói tâm trí của họ không còn sáng suốt nữa và họ không còn cảm biết họ là ai nữa, chứ không phải là không. Có những người thì nghĩ họ từ súc vật ra, chúng ta thấy không? Đó là những nhà đi nghiên cứu về động vật đó, họ nghĩ mình từ súc vật tiến hóa lên. Rồi những người không biết cái đó thì nghiêng về khía cạnh tình dục thì họ nghĩ tôi là nam hay là tôi là nữ. Lúc thì họ nghĩ họ là nam, lúc họ nghĩ họ là nữ. Tôi nói điều này không phải để anh em chém ghét họ. Tội lỗi đó không khác chi tất cả các tội lỗi khác mà Đức Chúa Trời sẵn sàng tha thứ cho con người. Đó là công việc của ma quỷ, cái điều gọi là sự xa đoạn, sự xa bại của con cái loài người, đến nỗi họ không còn nhận biết họ là ai nữa. Họ không biết họ là nam, họ không biết họ là nữ. Có những lúc họ biết họ là nam, có những lúc họ biết họ là nữ. Đó là điều đã xảy đến. Rồi có những người nói mình từ loài vật sinh ra tiến hóa lên. Anh em chị em ơi, nếu mà người nào tin vào tiến hóa thì đây là ý thức về sự hiểu biết về con người nhé. Thế giới, vũ trụ, con người của chúng ta không có lâu hơn 16-17 tỷ năm.
Đó là thước đo của loài người, không phải thước đo của Đức Chúa Trời. Chúng ta nhớ, khi chúng ta nghe cái con số đó, thì chúng ta phải biết là thước đo của loài người, chứ không phải thước đo của Đức Chúa Trời. Để cho một cái tế bào sống đầu tiên được sinh ra trong vũ trụ này, rồi từ đó nó tiến hóa, nó đòi hỏi một thời gian dài hơn thời gian của vũ trụ. Cho nên cái thuyết đó do con người quan sát, và ngay cả trên phương diện khoa học, nó không có một nền tảng vững chắc để điều đó. Tại vì tất cả các nguyên tố ở trong cái thân thể của tôi đó, quý vị, nói đến một cái tế bào thôi, một cái tế bào, một tiếng Anh nó gọi là first organism, một cái mầm sống đầu tiên, nó có cái gì? Có cái gì? Có ai biết không? Carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen. Đó là những cái phân tử mà nó ở trong để nó cấu tạo thành cái gọi là tế bào, rồi DNA, RNA trong con người của chúng ta. Mà một cái tế bào đầu tiên nó có bao nhiêu cái nguyên tố đó để mà nó nhập lại với nhau. Mà trong vũ trụ này là nó rối loạn, nó chạy đông chạy tây, nó không theo trật tự nào hết. Mà để cho nó nhảy chạy lại với nhau, nó ôm nhau, nó thành một cái chuỗi dài theo trật tự như thế này. Cái tuổi của vũ trụ không đủ dài để cho trên phương diện xác suất thống kê để cho cái điều đó được hoàn thành. Cho nên chỉ có những người không hiểu về thống kê toán học thì họ mới tin như vậy, chứ còn không thể nào có được. Cho nên anh em chị em, Chúa của chúng ta thật tuyệt vời. Một lúc nào đó có cơ hội, tôi sẽ đi vào những chi tiết một chút xíu, nó hơi khoa học chút xíu, nhưng mà nó làm sao để cho anh hiểu. Tôi phải tìm cách để cho mọi người có thể hiểu được cái câu ấy anh trình bày, để cho chúng ta thấy lời của Chúa nói là một ngày trước mặt Đức Chúa Trời 1000 năm rất là đúng. Đúng cả trên phương diện thời điểm mà chúng ta sống, đúng trên cả phương diện tuổi tác của cái vũ trụ này. Và nhớ, chúng ta nhớ Chúa Giêsu hứa với chúng ta như thế nào: khi Ngài trở lại, Ngài sẽ cai trị thế giới này trong 1000 năm. Một ngày của sáng tạo tương đương với 1000 năm, và một ngày của nghỉ sau khi Đức Chúa Trời hoàn tất sẽ là 1000 năm hòa bình, 1000 năm nghỉ ngơi không chiến tranh, và Chúa sẽ để cai trị cho chúng ta. Lịch sử con người đi qua gần 6000 năm tới chấm dứt rồi, tại vì họ xê xích, không phải 6000 năm, nó bắt đầu từ lúc mà Adam được tạo dựng đó nha, bắt đầu từ lúc Adam phạm tội. Đó là 6000 năm mà Đức Chúa Trời cho lịch sử con người để cai trị lẫn nhau, và Chúa cho họ cái quyền ở trong 6000 năm. Đến ngàn năm thứ bảy, Ngài lấy lại và Ngài cai trị để tái tạo lại cái thế giới này một cái tạm thời, để cho con người có thể sống lâu dài hơn. Khi Thánh nói 100 tuổi mà chết là chết non, bây giờ 100 tuổi là chết quá già rồi, quá già. Lúc đó, lúc mà Chúa Giêsu cai trị 1000 năm đó, 100 tuổi là chết non, giống như đứa trẻ chết 7-8 tuổi bây giờ, hoặc là trẻ hơn. Anh em chị em, thì Thánh nói tội ác thêm nhiều rồi, chúng ta thấy ngày hôm nay cái sự sa đọa đến mức mà những đứa trẻ đem bán để đem đi làm vấn đề tình dục, bắt cóc đi làm vấn đề tình dục. Anh em chị em ơi, chúng ta là người tin Chúa, chúng ta phải cầu nguyện để cho tất cả những việc gian ác đó nó phải được lộ ra, ít nhất những kẻ gian ác đó phải đối diện với luật pháp công chính ở đời này. Nếu nó ăn năn thì Chúa sẵn sàng tha thứ, nếu không thì cõi đời đời đang chờ đón những kẻ gian ác như vậy. Và Chúa nói đây là một cái dấu hiệu ngày cuối cùng, tội ác thêm lên, tội ác thêm nhiều lên. Và trong Kinh Thánh có hai chỗ nói đến cái tội ác, và đến ngày cuối cùng đó chúng ta thấy cái thế giới nó sẽ đi vào một cái giai đoạn gọi là gần như có những lúc gần như là không có luật lệ gì hết, bởi vì Chúa sẽ cho một cái giai đoạn ngắn
là trong 7 năm là giai đoạn mà quyền lực của Satan được phép cai trị tạm thời trước khi Đức Chúa Giêsu đến để thiết lập 1000 năm hòa bình. Là giai đoạn Kinh Thánh gọi là không luật lệ, không có luật lệ chi hết. Cho nên chế độ cộng sản là gần như là không luật lệ, nó muốn thanh toán ai, nó muốn thanh toán, nó muốn làm gì nó làm trên mạng sống của con người. Nhưng mà đến lúc đó, không những một quốc gia, hai quốc gia, nhưng mà gần như toàn thế giới sẽ đi vào cái ảnh hưởng đó rất là lớn. Và trong Khải Huyền còn nói rằng nếu ai không mang cái dấu mà nó có cho thì không mua không bán được, tức là nó kiểm soát cả hệ thống kinh tế của con người lúc bây giờ. Thời kỳ chúng ta đang sống là thời kỳ tất cả những phương tiện có thể đem sự kiểm soát đến toàn thế giới được. Computer và hệ thống thông tin rất là mau chóng. Chỉ cần thời điểm Chúa cho phép. Mà Chúa cho phép khi nào, đó là điều mà chúng ta sẽ học thêm trong những lần trước. Và Chúa Giêsu nói ở đây là cái phần cuối của chúng ta suy ngẫm ngày hôm nay. Tin lành này, tin lành này, tức là tin lành là chính Chúa Giêsu rao giảng và các sứ đồ rao giảng trong giai đoạn đầu tiên. Nói là sao? Về nước Đức Chúa Trời sẽ được rao giảng ra khắp đất. Làm sao chúng ta biết được? Tôi cũng không biết được nữa. Quý vị không biết được, không ai biết được, tại vì có những bộ lạc, thấy không? Họ chưa bao giờ nghe. Nhưng mà Chúa nói, khi nào tin lành của Chúa được giảng ra khắp đất, thì bây giờ sự cuối cùng, Chúa sẽ đến sự cuối cùng, tức là Chúa Giêsu đặt chân trên đất, nói đến sự tận cùng mà Chúa cho con người cải trị. Nhưng mà trước khi được rao giảng khắp đất á, sẽ có một giai đoạn mà trong Khải Huyền 144.000 người Do Thái mà được đóng dấu trong giai đoạn 7 năm đại nạn đó, là những người sẽ đi truyền giáo khắp nơi trên thế giới khi người Do Thái trở lại với Chúa. Và họ là những người sẽ đi hết những chỗ nào còn chưa có cơ hội đi và sẽ hoàn tất thời điểm chấm dứt. Chúa đến, cái sự cai trị mà Chúa cho phép con người sẽ chấm dứt ở cái thời điểm đó. Lúc nào, ngày nào, giờ chúng ta không biết, nhưng mà thời điểm thì chúng ta cũng có thể thấy được những cái biến cố mà chúng ta suy gẫm qua nó không còn xa xôi. Chúa nói bắt đầu, nghĩa là không còn bao xa. Bắt đầu nó có thể bao nhiêu năm chúng ta cũng không biết được, nhưng mà phần chúng ta hãy chuẩn bị. Nhân dân chúng ta cùng với lòng Chúa chúng ta nghe chúng ta cầu nguyện cho người này. Cha ơi, chúng con ngợi khen Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa vì tình yêu Ngài ban cho chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa sự thương xót Ngài. Để Chúa xin sự chuẩn bị về ngày trở lại của Chúa luôn luôn có trong đời sống chúng con. Chúa ơi, để rồi ngày ngày trở lại chúng con không ngạc nhiên, và chúng con làm công việc gì chúng con cần phải làm. Lạy Chúa, để rồi tin lành của Ngài lan truyền khắp đất này. Lạy Chúa, xin giúp cho anh em trên chúng con, giúp cho mọi người có mặt đây, những người không có mặt, những người nghe trên đường dây trực tuyến ở cùng anh em trên chúng con, và đụng chạm đến tất cả mỗi chúng con. Lạy Chúa, thêm sức mới cho chúng con. Lạy Chúa, để cho chúng con là những người sống trong sự tỉnh ngộ trong mọi việc chúng con làm. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúa ở cùng chúng con. Chúa chúc phúc cho anh em trên chúng con trong giây phút này. Chúng con sẽ đón nhận tiệc thánh mà chúng con tưởng nhớ đến vì Chúa đã hy sinh cho chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa ở cổ, Chúa thăm viếng, chúng con ơn Chúa thêm sức để Chúa thánh linh trên hà hơi trên của lễ này. Để Chúa để cho chúng con nhận lãnh, chúng con được hiệp thông với thân và với Chúa. Chúng con cảm ơn Cha. Chúng con cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen.